Cây giống nông nghiệp 4.0 chào tất cả các quý khách hàng đang xem trên kênh ngày hôm nay nhé. Các bác ơi, hôm nay em giới thiệu với các bác một cái giống táo, một cái giống táo khá là hot, một cái giống táo mà rất được rất nhiều bà con chuộng đấy ạ. Em đặt cái lá táo trong lòng bàn tay, nó to bằng hết cái lòng bàn tay của em. Cái cây táo này là khi đánh lên là nó đều có lá hết. Nhưng mà bao giờ cũng thế, táo thì dù là táo nào thì cũng phải vặt lá đi các bác nhá. Dù là táo nào, loại nào cũng đều phải vặt lá nó đi để cho nó nhanh bật lộc thì cây nó mới khỏe được. Và với một cái cây táo như thế này thì mỗi khách hàng bên em sẽ tư vấn, mỗi khách hàng bên em sẽ để 3 mắt. Đây là cái phần mắt ghép của cây, đây là cái phần gốc thực sinh của cây. Thì các bác có thể để lại cái phần này 3 mắt cho em. Các bác cứ tính 1, 2, 3 để đúng 3 mắt và nuôi 3 mắt thôi. Và dòng táo em giới thiệu với cả nhà ngày hôm nay chính là táo D7 các bác nhá. Táo D7 là một trong những cái dòng táo rất là kinh tế hiện tại. Quả khá là to. So với dòng kim đào mật thì táo D7 này nó cũng chả kém cạnh là bao nhiêu cả. Bởi vì xét về mức độ kinh tế ấy, thì quả nó tương đối to, ăn rất là ngọt, rất là ngon. Tuy nhiên là kim đào mật thì ăn nó sẽ giòn, nó có vị giòn, giòn tan. Còn cái táo D7 thì ăn nó không giòn, quả rất to nhưng ăn nó lại không giòn, nó có cái vị gọi là ăn nó vừa phải vừa tới, nó không quá, tức là nó không giòn tan như dòng kim đào mật. Nhưng so với hai dòng táo với nhau thì mỗi dòng táo nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau và nó có những cái nổi trội khác nhau. Và hiện tại bên em thì có đầy đủ các dòng táo, ví dụ như là táo Thái này, táo Đài Loan này, táo H12 này. Táo H12 là táo ngọt đấy ạ. Rồi là táo Gia Lộc này, táo Gia Lộc thì là táo chua, táo chua của Gia Lộc Hải Dương. Thêm một số cái dòng táo cũ là táo đào vàng, đào muộn, hoặc là táo Đài Loan đại táo. Hiện tại ở vườn bên em nhé các bác nhé, vườn bên em cây giống nông nghiệp 4.0 bên em thì cho đến thời điểm này và giờ phút này thì giới thiệu với các bác là bên em đã cập nhật đầy đủ các dòng cây để phục vụ cho cái nhu cầu làm vườn trồng cây của các bác trong cái vụ xuân năm nay rồi. Năm nay thì mưa xuân tương đối là đẹp, trời rất là đẹp luôn. Các bác có thể thấy đấy ạ, mưa triền miên bắt đầu tính từ mùng 6, mùng 7 Tết đến bây giờ. Những cái cơn mưa nó không quá to, không gọi là nó không như mưa rào, mưa xuân mà. Nó chỉ mưa xong nó tạnh hoặc là nó mưa phùn thôi. Rất là thích hợp cho các bác năm nay trồng cây và làm vườn. Hiện tại bây giờ bên em thì tất cả các dòng cây đang rất là sẵn để phục vụ với nhu cầu trồng cây cho các bác hiện tại. Bên em cam, táo, bưởi, ổi, mít, xoài, na, đào, quất, mận. Nói chung là đầy đủ bên em, không thiếu cái loại nào nha các bác nhá. Và cái video này em muốn chia sẻ cái chính là giới thiệu với cả nhà về cái dòng táo D7, một trong những dòng táo mà có cái mức độ cực kỳ sai và rất là kinh tế, mà muốn giới thiệu đến bà con của chúng ta để chúng ta có thể làm kinh tế. Táo này nó có một cái ưu điểm là thu quả vào dịp Tết, thu quả và sát dịp Tết. Thật ra rất nhiều khách hàng bây giờ trồng táo D7 mà vẫn cứ ngỡ mình trồng táo Đài Loan, hoặc nhiều bác cứ trồng táo Đài Loan thì cứ ngỡ là mình trồng táo táo T5. Thật ra những cái giống táo này nó có cái gì đấy, có những cái đặc điểm na ná và dưa dứa như nhau. Các bác phải phân biệt bằng lá, phải phân biệt bằng cuống, phân biệt bằng những cái núm quả thì sẽ dễ phân biệt hơn. Và cái hình ảnh em chia sẻ thì các bác thấy đấy, lá táo thì vặt cắt vặt bớt nên là nó không có quá nhiều đâu. Cái lá táo này nó có một cái đặc điểm hơi giống kim đào mật một chút các bác nhá. Khi các bác mua hàng thì lưu ý á, D7 và kim đào mật tương đương giống nhau và hơi gọi là có những cái màu sắc lá rồi thân cây nó rất là giống nhau đấy ạ, kể cả mức độ gai. Đấy. Và cái video của em hôm nay giới thiệu về dòng táo D7 nhá, một trong những dòng táo đang rất là kinh tế ở tại đây. Và hiện tại trong vườn em cũng đã có cả kim đào mật, có cả táo tuyết rồi. Các bác có thể gọi điện cho em ngay hôm nay để có thể em có thể tư vấn cho các bác xem các bác có thể trồng cái dòng nào để cho nó đạt cái hiệu quả kinh tế cao cho gia đình chúng ta nhá. Và video của em hôm nay trên kênh Nông nghiệp 4.0 xin được tạm dừng tại đây. Em chào tất cả các bác nhé.